chào tất cả các em. Chúng ta đang ở phần sinh thái học lớp 12, bài 43, trao đổi vật chất trong hệ sinh thái. Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về trao đổi vật chất trong quần xã sinh vật, khái niệm về chuỗi thức ăn, lưới thức ăn và bậc dinh dưỡng. Và phần 2 la mã là khái niệm về tháp sinh thái. Một la mã trao đổi vật chất trong quần xã sinh vật. Trước hết là khái niệm về chuỗi thức ăn. Sau đây là sơ đồ minh họa chuỗi thức ăn trên đồng ngô, chuỗi A và chuỗi thức ăn trong hồ nuôi cá hình B. Trên chuỗi A, chúng ta thấy cây ngô là thức ăn của sâu ăn lá ngô, rồi sau đó sâu ăn lá ngô lại trở thành nguồn thức ăn cho nhái. Nhái lại trở thành nguồn thức ăn cho rắn hổ mang và cuối cùng rắn hổ mang trở thành nguồn thức ăn cho diều hâu. Trên chuỗi B, chúng ta thấy tảo lục đơn bào là nguồn thức ăn cho tôm sau đó tôm trở thành nguồn thức ăn cho cá rô và cuối cùng cá rô bị chim bới cá ăn. Từ hai ví dụ này chúng ta thấy một chuỗi thức ăn chính là gồm nhiều loài sinh vật mà có mối quan hệ dinh dưỡng với nhau và thực chất đó chính là à, loài này là thức ăn cho loài kia. Và trong một chuỗi thức ăn thì mỗi loài sẽ là một mắt xích của chuỗi. Ví dụ như ở chuỗi A chúng ta thấy à, có 5 loài sinh vật và mỗi loài là một Mắt xích của chuỗi Hay là ở chuỗi B thì chúng ta sẽ có bốn mắt xích Và chúng ta lưu ý là uh, trên mỗi chuỗi thức ăn này Thì tên của một loài là đại diện cho một uh, quần thể của loài đó Chứ không phải là một cá thể hay một cây một con nha các bạn Ở chuỗi A thì chúng ta thấy có sâu ăn lá ngô, nhái và rắn hổ mang Đây là những mắt xích mà nó vừa có nguồn thức ăn là mắt xích phía trước nhưng đồng thời nó cũng là nguồn thức ăn cho mắt xích phía sau. Ở chuỗi B, đó chính là tôm và cá rô. Một chuỗi thức ăn thì bao gồm nhiều loài sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là một mắt xích của chuỗi. Trong một chuỗi, một mắt xích vừa có nguồn thức ăn là mắt xích phía trước, vừa là nguồn thức ăn của mắt xích phía sau. Trong hệ sinh thái có hai loại chuỗi thức ăn chuỗi thức ăn gồm các sinh vật tự dưỡng sau đó đến loài động vật ăn sinh vật tự dưỡng và tiếp nữa là các loài động vật ăn động vật chuỗi thức ăn thứ hai thì gồm các sinh vật phân giải mùn bã hữu cơ sau đó đến các loài động vật ăn sinh vật phân giải và tiếp nữa là các loài động vật ăn động vật như vậy chúng ta có thể gọi hai chuỗi thức ăn là à, chuỗi khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng và uh, chuỗi thứ hai là chuỗi khởi đầu bằng sinh vật phân giải mùn bã hữu cơ ở ví dụ a và b lúc nãy chúng ta tìm hiểu uh, khởi đầu là cây ngô cũng như là uh, tảo lục đơn bào thì đây chính là chuỗi thức ăn thứ nhất khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng ở đây cô có cung cấp cho các bạn hai ví dụ c và d chính là các ví dụ mô tả chuỗi thức ăn khởi đầu bằng sinh vật phân giải mùn bã hữu cơ trên chuỗi C sát lá cây sẽ được muối phân giải. Sau đó muối trở thành nguồn thức ăn cho nhện, rồi sau đó nhện lại bị thằng lằn ăn. Hay là chuỗi thức ăn D thì mùn bã dưới ao sẽ được trùng chỉ là một loại sinh vật phân giải mùn bã hữu cơ sử dụng. Sau đó thì trùng chỉ sẽ được cá bảy màu tiêu thụ làm thức ăn. Và cuối cùng cá bảy màu sẽ bị cá quả ăn thịt và chúng ta có một lưu ý là chuỗi thức ăn thứ hai tức là chuỗi khởi đầu bằng sinh vật phân giải mùn bã hữu cơ thì uh, cái sinh vật đứng đầu của chuỗi chúng ta lưu ý ở chuỗi C chính là mối nha các bạn và cái sinh vật khởi đầu của cái chuỗi D chính là trùng chỉ còn sát lá cây hay mùn bã ở dưới ao thì không được xem là một mắt xích của chuỗi nha các bạn cho nên chúng ta thấy một số tài liệu người ta có thể là đóng mở ngoặt cái sát lá cây này đó các bạn hoặc là mùn bã dưới ao người ta đóng mở ngoặt ý nói là sát lá cây hay mùn bã dưới ao tức là uh, những cái mùn bã hữu cơ thì nó không phải là một thành phần hữu sinh nó chính là thành phần vô sinh chúng ta đã tìm hiểu ở bài 42 thì sát sinh vật chính là một thành phần vô sinh của hệ sinh thái và do vậy Uh, nó không được xếp là một mắt xích của chuỗi thức ăn nha các bạn. lúc nãy chúng ta định nghĩa chuỗi thức ăn thì uh, gồm nhiều loài sinh vật và có mối quan hệ dinh dưỡng với nhau và mỗi loài là một mắt xích. còn sát lá cây và mùn bãi dưới ao thì uh, nó là thành phần vô sinh cho nên nó không phải là một loài sinh vật. Tóm lại là trong phần phân loại các chuỗi thức ăn thì chúng ta thấy ví dụ a và b là chuỗi thức ăn khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng, còn chuỗi c và d là chuỗi thức ăn khởi đầu bằng sinh vật phân giải mùn bã hữu cơ. Ở đây chúng ta có lưu ý là chuỗi thức ăn khởi đầu bằng sinh vật phân giải mùn bã hữu cơ đó chính là hệ quả của chuỗi thức ăn khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng. Cành lá rơi rụng nè, hoặc là phân động vật của cái chuỗi thức ăn mà mở đầu bằng sinh vật tự dưỡng thì nó sẽ uh, là nguyên liệu để đi vào chuỗi thức ăn mở đầu bằng sinh vật phân giải. Cho nên chuỗi thức ăn khởi đầu bằng sinh vật phân giải mùng bã hữu cơ thì chính là hệ quả của chuỗi thức ăn khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng ha. Lưu ý thứ hai là hai loại chuỗi thức ăn khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng hay là khởi đầu bằng sinh vật phân giải mùng bã hữu cơ thì à, chúng hoạt động đồng thời với nhau. Tuy nhiên, tùy nơi tùy lúc mà một trong hai chuỗi sẽ trở nên ưu thế. Ví dụ đồng cỏ vào mùa xuân hè thì chuỗi khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng là ưu thế. À, vào mùa xuân hè thì chúng ta thấy là điều kiện khí hậu thuận lợi cho nên cây cỏ phát triển rất là mạnh và nó cung cấp nguồn chất hữu cơ quan trọng cho toàn bộ quần xã sinh vật. tuy nhiên khi vào mùa khô hay là mùa đông thì cỏ úa vàng. lúc bây giờ chuỗi thức ăn khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng thì dĩ nhiên là không còn chiếm ưu thế mà sẽ thay vào đó là chuỗi thức ăn mở đầu bằng sinh vật phân giải mùn bã hữu cơ chiếm ưu thế. Ngoài hai chuỗi thức ăn trên thì còn có chuỗi sinh vật ăn bám. Đây là đề cập tới chuỗi thức ăn mà có các sinh vật ký sinh nha các bạn. Cây dừa, bọ dừa và ông ký sinh chính là một chuỗi sinh vật ăn bám, gồm các sinh vật ký sinh là bọ dừa ký sinh trên cây dừa và ông ký sinh thì ký sinh lại trên bọ dừa ha các bạn. Chúng ta sang tiếp phần 2 nhỏ là lưới thức ăn. Trong quần xã hết sinh vật, một loài sinh vật không chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn mà còn tham gia đồng thời vào các chuỗi thức ăn khác tạo thành một lưới thức ăn Quân xã. Hết sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn trong quần xã càng phức tạp. Lưới thức ăn tức là gồm nhiều chuỗi thức ăn mà có nhiều mắt xích chung.ít nhất là có một mắt xích chung nha các bạn. Lưới thức ăn bao gồm nhiều chuỗi thức ăn mà có ít nhất là một mắt xích chung. Và lưu ý thứ hai là quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn trong quần xã càng phức tạp. Trên hình 43.1, một lưới thức ăn trong hệ sinh thái rừng. Ở lưới thức ăn này chúng ta thấy có hai loài sinh vật sản xuất, đó chính là cây dẻ và cây thông. Cây dẻ thì sẽ được uh, sóc ăn, sau đó sóc sẽ bị uh, diều hâu và trăn ăn còn cây thông thì sẽ bị uh, xén tóc ăn xén tóc thì lại trở thành nguồn thức ăn cho chim gõ kiến và thằng lằn thằn lằn sau đó sẽ bị trăng ăn còn chim gõ kiến thì có thể bị diều hâu hoặc là trăng ăn và chúng ta thấy uh, cả sinh vật sản xuất và sinh vật uh, tiêu thụ các bậc thì đều có những cái mũi tên màu nâu uh, chỉa xuống cái phần uh, sinh vật phân giải nè các bạn Chúng ta hoàn toàn có thể vẽ lại à, lưới thức ăn trên hình 43.1 thành ra một cái lưới đơn giản mà chúng ta sẽ à, bỏ đi những cái à, sinh vật phân giải à, bởi vì tất cả các loài sinh vật này à, sau khi chết thì đều bị tác động bởi sinh vật phân giải ha các bạn. Cho nên thông thường khi vẽ một lưới thức ăn đơn giản thì người ta sẽ bỏ qua phần à, sinh vật phân giải. Cây dẻ thì được sóc ăn, sóc sau đó sẽ được diều hâu và trăng ăn. Còn cây thông thì sẽ bị xén tóc uh, tiêu thụ và sau đó xén tóc trở thành nguồn thức ăn cho gõ kiến và thằn lằn. Sau đó gõ kiến thì bị diều hâu và trăng ăn, còn thằn lằn thì có thể bị trăng ăn ha các bạn. Ở trên lưới thức ăn này chúng ta thấy có bao nhiêu chuỗi thức ăn ha các bạn. Khi dẻ sóc diều hâu là một, khi dẻ sóc trăng là hai, khi thông xén tóc gõ kiến diều hâu là 3, cây thông xén tóc gõ kiến trăng là bốn. Và cây thông sáng tóc thằng lằn trăng là 5 chuỗi thức ăn ha các bạn Trên sơ đồ lưới thức ăn này thì chúng ta thấy có rất là nhiều loài là mắt xích chung Tức là nó nằm ở nhiều chuỗi thức ăn khác nhau Ví dụ như cây dẻ, sóc, diều hâu, cây thông sáng tóc, vỏ kiến và trăng Đây là những loài mà có thể nằm ở hai chuỗi thức ăn trở lên ha các bạn Chúng ta qua tiếp phần 3 nhỏ bậc dinh dưỡng. Trong một lưới thức ăn tất cả các loài có cùng mức dinh dưỡng hợp thành một bậc dinh dưỡng. Cùng mức dinh dưỡng nghĩa là à, sử dụng cùng một dạng, cùng một loại thức ăn đó các bạn. Thì à, trong một lưới thức ăn tất cả những loài có cùng mức dinh dưỡng hay sử dụng cùng một loại thức ăn thì sẽ hợp thành một bậc dinh dưỡng. Và có nhiều bậc dinh dưỡng. Bậc dinh dưỡng cấp 1 đó chính là sinh vật sản xuất ha các bạn. Gồm các sinh vật có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ của môi trường. Còn bậc dinh dưỡng cấp 2 chính là sinh vật tiêu thụ bậc 1. Gồm các động vật ăn sinh vật sản xuất. Ở một chuỗi thức ăn ở trên cạn thì ở đó chính là các loại động vật ăn thực vật hay là động vật ăn cỏ ha các bạn. Còn bậc dinh dưỡng cấp 3 đó là các sinh vật tiêu thụ bậc 2 là các loại động vật ăn thịt Chúng ăn các sinh vật tiêu thụ bậc 1, bậc dinh dưỡng cấp 4, 5. Đó chính là sinh vật tiêu thụ bậc 3 và bậc 4. Gồm các loài động vật ăn thịt, động vật. Chúng ăn sinh vật tiêu thụ bậc 2, bậc 3. Và bậc cuối cùng gọi là bậc dinh dưỡng cấp cao nhất. Thông thường trên một chuỗi thức ăn thì bậc cuối cùng hay là bậc dinh dưỡng cấp cao nhất, người ta gọi là vật giữ đầu bảng. Trên hình 43.2 mô tả các bậc dinh dưỡng của một quần xã sinh vật A lớn và ví dụ về bậc dinh dưỡng của một quần xã sinh vật ở biển B lớn. Ở hình A, các mắt xích A B C D E của chuỗi thức ăn thì mỗi mắt xích chính là một bậc dinh dưỡng đó các bạn. Ở mắt xích A chính là bậc dinh dưỡng cấp 1. Mắt xích B là bậc dinh dưỡng cấp 2 xích C là bậc dinh dưỡng cấp 3, mắt xích D là bậc dinh dưỡng cấp 4 và mắt xích E là bậc dinh dưỡng cấp 5. Cứ mỗi mắt xích là một bậc dinh dưỡng, chúng ta đánh số thứ tự từ đầu cho đến cuối ha các bạn. Tuy nhiên chúng ta lưu ý nếu được gọi là sinh vật tiêu thụ thì mắt xích A không được gọi là sinh vật tiêu thụ, mắt xích A sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời cho nên được gọi là sinh vật sản xuất. Do vậy, sinh vật tiêu thụ bậc 1 sẽ bắt đầu từ mắt xích B. Chúng ta sẽ đến số ở đây. 1. Sinh vật tiêu thụ bậc 1. Và mắt xích C chính là sinh vật tiêu thụ bậc 2. Mắt xích D chính là sinh vật tiêu thụ bậc 3 và mắt xích E là sinh vật tiêu thụ bậc 4. Như vậy đối với uh, thứ tự sinh vật tiêu thụ thì chúng ta sẽ lùi một bậc so với uh, cái bậc dinh dưỡng mà chúng ta đã xác định. Tại vì mắt xích A thì chính là sinh vật sản xuất ha các bạn. Ở hình B, chúng ta hoàn toàn có thể xác định bậc dinh dưỡng. Thực vật nổi là bậc dinh dưỡng cấp 1. Động vật không xương sống là bậc dinh dưỡng cấp 2, cá nhỏ là bậc dinh dưỡng cấp 3 và cá lớn là bậc dinh dưỡng cấp 4. Còn khi xác định sinh vật tiêu thụ thì chúng ta thấy thực vật nổi là sinh vật sản xuất. Cho nên động vật không xương sống là sinh vật tiêu thụ bậc 1. Cá nhỏ là sinh vật tiêu thụ bậc 2, còn cá lớn là sinh vật tiêu thụ bậc 3. Chúng ta sang tiếp phần 2 la mã tháp sinh thái. Lưới thức ăn và bậc dinh dưỡng được xây dựng nhằm mô tả quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã. Trong mối quan hệ này, độ lớn của các bậc dinh dưỡng là không ngang bằng nhau. Độ lớn của các bậc dinh dưỡng được xác định bằng số lượng cá thể, sinh khối hoặc năng lượng ở mỗi bậc dinh dưỡng. À, chúng ta lưu ý là ở phần 1 la mã lúc nãy, chúng ta có tìm hiểu về khái niệm chuỗi thức ăn và lưới thức ăn. Thì trên chuỗi và lưới thức ăn, chúng ta chỉ biết là loài nào là thức ăn của loài nào. Chúng ta không hề biết là mỗi loài đó có số lượng bao nhiêu cây, bao nhiêu con, hoặc uh, sinh khối, tức là khối lượng là bao nhiêu kg. Năng lượng bao nhiêu kilocalo của mỗi loài trên cái quần xã hay là hệ sinh thái đó. Do vậy mà để xem xét mức độ dinh dưỡng ở từng bậc và cũng như là của toàn bộ quần xã thì người ta xây dựng các tháp sinh thái. Tháp sinh thái thì bao gồm nhiều hình chữ nhật xếp chồng lên nhau và các hình chữ nhật thì có chiều cao bằng nhau, còn chiều dài thì khác nhau. Biểu thị độ lớn của mỗi bậc dinh dưỡng Có 3 loại tháp sinh thái Tháp số lượng được xây dựng dựa trên số lượng cá thể sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng Ví dụ ở trên hình A đó các bạn Bậc dinh dưỡng cấp 1 là cây cỏ là 10.000 cây trên 1 ha Bậc dinh dưỡng cấp 2 là sâu thì là 10 con trên 1 ha Bậc dinh dưỡng cấp 3 là thằng lằn thì là 9 con trên 1 ha còn bậc dinh dưỡng cấp 4 là đại bàng thì là hai con trên 1 ha một con đại bàng trên 5 ha đó các bạn Còn tháp sinh khối thì được xây dựng dựa trên khối lượng tổng số của tất cả các sinh vật trên một đơn vị diện tích hay thể tích ở mỗi bậc dinh dưỡng Hình B chính là mô tả tháp sinh khối Ví dụ bậc dinh dưỡng cấp 1 là cây cỏ thì là có 15.000 g tức là 15 kg trên 1 ha. Sâu bọ bậc dinh dưỡng cấp 2 thì là 500 g trên 1 ha. Bậc dinh dưỡng cấp 3 là chuột thì là 500 g trên 1 ha. Bậc dinh dưỡng cấp 4 là chó hoang 50 g. 50 g trên 1 ha. Dạng tháp thứ 3 chính là tháp năng lượng. Tháp năng lượng là dạng hoàn thiện nhất, được xây dựng dựa trên số năng lượng được tích lũy trên một đơn vị diện tích hay thể tích trong một thời gian ở mỗi bậc dinh dưỡng và khoảng thời gian thông thường người ta tính là đơn vị là năm đó các bạn ở hình C chính là mô tả tháp năng lượng thôi các bạn ví dụ như bậc dinh dưỡng cấp 1 là cây cỏ 2,1 x 10 mũ 6 calo bậc dinh dưỡng cấp 2 là 1,2 x 10 mũ 4 calo bậc dinh dưỡng cấp 3 là 1,1 x 10 mũ 2 calo bậc dinh dưỡng cấp 4 ở đây là 0,5 x 10 mũ 2 calo ha các bạn à, Tháp năng lượng là loại tháp mà hoàn thiện nhất Do vậy cho nên sẽ tốn rất là nhiều công sức Cũng như là thời gian để xây dựng nên cái tháp năng lượng này So với tháp số lượng ở hình A thì chúng ta có thể thiết lập một cách rất là nhanh chóng à, Bằng cách đếm số cây số con trong quần xã sinh vật Tháp sinh khối thì chúng ta phải thu nhận sinh khối của à, các bậc dinh dưỡng ở tháp năng lượng chúng ta còn phải quy đổi à, thành phần hóa học cấu tạo nên cái chất sống ở à, từng bậc dinh dưỡng để tính toán ra cái năng lượng tích lũy ở mỗi bậc và do vậy mà nó sẽ tốn rất là nhiều công sức và thời gian để xây dựng ha các bạn chúng ta có lưu ý là à, tháp năng lượng thì luôn có dạng chuẩn tức là đáy lớn và đỉnh nhỏ còn tháp số lượng và tháp sinh khối thì có thể bị đảo ngược trong các trường hợp sau đây Thứ nhất là chuỗi thức ăn, sinh vật ăn bám hay là chuỗi sinh vật ký sinh đó các bạn Ví dụ như cây dừa thì có 10 cây trên 1 ha Bọ dừa ký sinh trên cây dừa thì có 50 con trên 1 ha Ông ký sinh thì có 100 con trên 1 ha chẳng hạn thì Như vậy chúng ta thấy là... À, đây chính là một cái tháp về số lượng. Thì chúng ta thấy hoàn toàn nó có thể bị đảo ngược. Tuy nhiên nếu như xét về năng lượng của cái tháp này, nếu chúng ta vẽ cái tháp này về mặt năng lượng thì chúng ta thấy là năng lượng tích lũy trong 10 cây dừa hoàn toàn là cung cấp đủ cho 50 con bọ dừa ký sinh trên nó cũng như là 50 con bọ dừa ký sinh thì hoàn toàn đủ chất dinh dưỡng, năng lượng để cung cấp cho 100 con ong ký sinh trên một ha. À, do vậy à, tháp năng lượng thì nó vẫn là à, dạng chuẩn, tức là à, đáy lớn và và đỉnh nhỏ ha các bạn. Lúc bây giờ chúng ta vẽ tháp năng lượng thì chúng ta sẽ vẽ ngược lại thì cây dừa sẽ ở đây và bọ dừa rồi ông ký sinh sẽ ở trên ha các bạn. Tức là tháp năng lượng thì nó sẽ có dạng chuẩn ha. Một trường hợp tháp có thể bị đảo ngược nữa, đó chính là chuỗi thức ăn ở hướng một hồ nước. Đây chính là tháp sinh khối. Bình thường thì chúng ta lưu ý là thực vật nổi thì luôn luôn có năng lượng dư đủ để nuôi động vật nổi. Cho nên nếu xét về tháp năng lượng thì chúng ta sẽ có cái tháp dạng chuẩn đáy lớn đỉnh nhỏ như thế này. Ở dưới là thực vật nổi và trên này là động vật nổi. Ờ, tuy nhiên vào những ngày mùa đông hoặc là những khi mà có áp thấp nhiệt đới hay là bão chẳng hạn. Thì ánh sáng rất là yếu do vậy à, thực vật nổi quan hợp kém dẫn đến sự à, sinh trưởng rất là kém. À, lúc bấy giờ thì động vật nổi nó sẽ à, sử dụng thực vật nổi làm thức ăn kí sinh khối của thực vật nổi sẽ ngày càng giảm đi, trong khi động vật nổi thì sẽ có sinh khối nhiều hơn. Tuy nhiên chỉ cần sau một thời gian ngắn thôi, khi điều kiện ánh sáng mạnh trở lại bình thường, thì do cái thực vật nổi này kích thước rất là nhỏ, cũng như là cái vòng đời nó ngắn thôi, nó hoàn toàn có thể sinh sản rất là nhanh để gia tăng sinh khối và do vậy nó sẽ thiết lập lại cái tháp dạng chuẩn bình thường tức là dạng đáy lớn và đỉnh nhỏ tức là ở cái chuỗi thức ăn thực vật nổi động vật nổi này thì là bình thường tháp sinh khối cũng là dạng chuẩn à, tuy nhiên trong trường hợp đặc biệt khi mà ánh sáng yếu vào mùa đông chẳng hạn thì là cái tháp sinh khối nó có thể bị đảo ngược một lưu ý nữa là tháp sinh thái có sự chênh lệch về sinh khối giữa các bậc dinh dưỡng càng lớn thì càng bền vững Bởi vì nguồn dinh dưỡng do bậc dưới cung cấp cho bậc trên thì rất là dồi dào Đây là tháp số 1 và đây là tháp số 2 Thì chúng ta thấy là à, cái tháp số 2 sẽ là tháp sinh thái mà bền vững hơn Bởi vì sự chênh lệch về độ lớn giữa các bậc dinh dưỡng là khá cao Tháp sinh thái Số 2 thì chúng ta sẽ thường gặp ở hệ sinh thái tự nhiên Rất là bền vững Còn cái thấp sinh thái số 1 này thì nó kiếm bền vững và thường là chúng ta gặp ở hệ sinh thái nhân tạo Bởi vì à, nguồn dinh dưỡng ở bậc dưới thì không đủ để cung cấp cho bậc trên ha các bạn Cái độ lớn của bậc dinh dưỡng cấp 1 hay cấp 2 hay cấp 3 thì có cái độ lớn nhiều như vậy là do con người bổ sung thêm à, nguồn vật chất à, từ bên ngoài vào cho nên nếu như không có cái sự tác động của con người thì cái hệ sinh thái này nhanh chóng bị phá vỡ bởi vì à, nguồn dinh dưỡng ở bậc dưới thì không đủ để cung cấp cho bậc trên ha các bạn quan sát một tháp sinh khối chúng ta có thể biết được những thông tin nào sau đây À, tháp sinh khối thì sẽ cho chúng ta biết mức độ dinh dưỡng ở từng bậc cũng như là của toàn bộ quần xã có bao nhiêu chuỗi thức ăn sau đây khởi đầu bằng sinh vật phân giải mùn bã hữu cơ chúng ta nhanh chóng à, xác định được chuỗi khởi đầu bằng sinh vật phân giải mùn bã hữu cơ là ví dụ số 3 và số 4 ha các bạn sinh vật phân giải mùn bã hữu cơ ở đây chính là giun đất vi khuẩn và nhớ lại dùm cô là sát lá cây hay mùn bã Hữu cơ mùn bã dưới ao ở đây thì nó không được xem là một mắt xích của chuỗi thức ăn ha các bạn Chúng ta có thể đóng mở ngoặt Đây là cái thành phần vô sinh của hệ sinh thái đó Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là câu bờ ha Câu số 2 Cho chuỗi thức ăn, cỏ, châu chấu, ếch, rắn, đại bàng, bậc dinh dưỡng cấp 3 là S ha các bạn. Câu C. Câu trắc nghiệm số 3 cho chuỗi thức ăn cải, sâu, chim sâu và cuối cùng là diều hâu. Sinh vật tiêu thụ bậc 2 chính là chim sâu ha các bạn. Câu B. Câu trắc nghiệm thứ tư. Tháp sinh thái nào sau đây luôn có dạng chuẩn đáy lớn đỉnh nhỏ Chúng ta sẽ chọn được đáp án đó chính là tháp năng lượng ha các bạn Câu trắc nghiệm số 5 Ở lưới thức ăn bên có bao nhiêu loài sinh vật có thể thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3? Chúng ta có thể xác định được các bậc dinh dưỡng cấp 3 ha các bạn Ví dụ ở chuỗi cây dẻ Cây dẻ sóc, diều hâu Cây dẻ sóc, trăng Cây thùng xén tóc, gõ kiến, diều hâu, cây thông xén tóc, gõ kiến, trăng, cây thông xén tóc, thằng lằn, trăng. Như vậy, bậc dinh dưỡng cấp 3 có thể là diều hâu, trăng, gõ kiến hoặc là thằng lằn ha các bạn. Như vậy là có 4 loài có thể thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 câu D ha các bạn. Nhiều hôn và trăng các bạn thấy nó có thể là bậc dinh dưỡng cấp 3 hoặc cũng có thể là bậc dinh dưỡng cấp 4. Như vậy là cô vừa hướng dẫn cho các bạn nội dung của bài 43 trao đổi vật chất trong hệ sinh thái. Chúc các em học tập thật là tốt nha. Xin chào các em.